Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì cũng như là chị Vy đã nhắc đến cho quý vị một anh nữa cũng rất là yêu thương chị Vy trong suốt thời gian vừa qua, thì anh có một cái tên là Tý, và được sự yêu thương của tất cả các anh chị đã gắn cho anh thêm hai từ ca sĩ, và một tràng pháo tay thật lớn chào đón tiếng hát Tý ca sĩ. Và lời nói đầu tiên mình xin gửi đến toàn thể những quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay, một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương. Và để chương trình xin gửi đến toàn thể những quý vị khán giả một cái khúc nhạc đen mang tên Anh sẽ dành nhau cho thêm bao số xa, ơi hãy gửi ơi.
Bye.